7792. 792 là cái lá vàng. Hàng tính luôn, các chị giá 100 luôn. Như Nguyễn 512. Tuyết Vân 078. Cái lúc bán thì 5 tỷ gần chết luôn. Nguyễn Mỹ Nhung 078. Thế giới 100.000 cho em. Ủa chị nhớ cái lô này còn màu khác không? Còn mẫu đơn hồng ở đây một án. Hà Lê 832. Còn ở đây một hồng. Nhung Nguyễn 832. Hàng Nguyễn 078. Chị đắm cho em tím than khỏi nha. Ngọc Dương 503. 503 hết. Nguyễn Oanh 060. Hết. Các chị nhớ đắm cho em tím than khỏi nha. Là cái mẫu này nè, mà một tím than đó. Tím than thọ. Vâng. Cherry tím than thọ. Vâng. Lệ Hà tím than thọ. Ha Lê La Đỗ tím than thọ. Vâng. Mai Thanh tím than thọ. Vâng. Thanh Lan tím than thọ. Vâng. Nhung Nguyễn 174. Bế Thủy tím than thọ. Rồi. Ngọc Dung 155. 100.000 một áo. Chim Đan 155. Nhung Nguyễn 65. Hoa Lê cái này còn không? Trần Mai 65. Tuyết Vân 65. Lan Nguyễn tím than thọ. Thanh Lan đạn số 7. Số 7 hết. Trần Mai 533. Lệ Thu tím than thọ, đưa cái hai cái bi 65 đưa đây. Trời ơi, giá có 100.000 một áo thôi đấy mấy chế ơi. Cầm mấy tí chị đưa cho. Miễn phí ship luôn á. Nhung Nguyễn 190. Cầm 2. Nguyễn Oanh 190. Cầm 1. Hà Lê 190. Mẫu này các chị lấy thì chốt cho em là tỷ muội nhá. Trần Thanh Tâm tím than thọ. Cầm 3. Thơ đang tím than thọ. Nguyễn Phương 2 tím than thọ. Và màu này các chị chốt cho em là màu xanh cổ vịt. Trời ơi các chị mua vải trơn mà giá 100.000 một áo. Còn mấy cái vải lụa ven hồ các chị cũng may. Các chị may cái này cho em mặc áo dài đẹp mà sang
mua rất là nhiều. Mango nhà em á, em có một kho luôn kìa mà em không bán được cái chị luôn. Em vẫn nói nè, cho em tỉ muội đỏ với lại là xanh cổ vịt nha. Bếp văn xanh cổ vịt, Hà Lên xanh cổ vịt. Em thấy bây giờ các chị hay, các chị mà hay may theo dạng mà bộ áo dài cắt, bộ áo dài và bộ áo bà ba, nhưng mà may theo kiểu cắt tân ấy, các chị mặc may quay những cái clip và mức clip ban với lại mấy cái clip bên TikTok đẹp ghê luôn á, dễ thương. Châu Trần xanh cổ vịt, Nga Đoàn xanh cổ vịt, Vũ Thu Hồng xanh cổ vịt, Tuyết Nguyễn xanh cổ vịt, Phạm Oanh xanh cổ vịt, Hồng Ngọc xanh cổ vịt, Trần Mai Hai xanh cổ vịt, Cherry đỏ, Phạm Thị Thuận đỏ, Phạm Hương xanh cổ vịt, Phan Kim Hàn xanh cổ vịt, Song Nguyễn Vân xanh cổ vịt, Dung Phan xanh cổ vịt. Dạ, đó là chai sữa tắm cho chị Nguyệt Nguyễn. Cherry xanh cổ vịt. Các chị mặc dễ thương quá trời luôn, các chị đừng có quay cho em nữa đi các chị ơi. Mấy cái này còn lại còn phải nói là gọi là gom hết, dốc hết phần này cho các chị luôn. Son Bích xanh cổ vịt, Vũ Biên hai xanh cổ vịt, Nông Nguyễn xanh cổ vịt, Thanh Lan xanh cổ vịt. Ủa mấy cái lá lá thì hết luôn rồi hả ha? Ở đây còn cái mẫu đơn trắng, mấy cái lá lá thì hết luôn rồi hả? Thanh Trúc Nguyễn 213 con một, Hà Lê 213. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là Tigon nha. Mẫu đơn trắng em còn ở đây một áo. Thanh Lan đẳng mẫu đơn trắng. Mấy cái này mua vừa rồi bán còn không? Thế mua rồi hả? Cái lá nha. Các chị lấy thì chốt cho em là lá hồng cánh sen với lại lá xanh bắp bẹ nha. Nga Đàn Tigon còn 2, Kim Vân Bùi Tigon còn 1. Mẫu này các chị lấy thì các Phạm chị Thị Thuận Tigon cho em là hoa Ánh Nguyệt Phạm xanh Đức Mẹ hết, hoa xuân vàng với lại hoa xuân hồng, Hà Đông Lê hồng lá hết, hoa xuân trắng, hoa xuân vàng và hoa xuân hồng dâu cho em với lại hoa xuân da nữa. Thôi, bán lô này cho các chị coi như là thành công tốt đẹp cho các chị luôn, chốt đơn luôn, vừa bán vừa tặng cho các chị luôn, giá cho em cũng 100.000 một áo luôn. Em có 4 màu nha, hồng dâu thì có 3, trắng thì có 1, vàng thì có khoảng chừng cho các chị 20 áo và màu da em có cho các chị được một bình. Cái này là do nó cắt ra rồi, nó mà chưa cắt ra là em đi làm thiết kế cho các chị. Thi Én Hà hồng dâu còn 2, Việt Hà hồng dâu còn 1, Trịnh Nam Thuần trắng, Mận Katarina hồng dâu hết, hồng dâu Dương Thị Xuân da còn da và vàng, Nguyễn Như Quỳnh da, Nga Đặng vàng, em còn da và vàng thôi các chị ơi. Hồng dâu em hết luôn ạ. Rồi cái mã này em cũng Kim Tuyền Nguyễn da luôn.